Anh đồng hồ thẳng ra, chúng ta sẽ tới FB thôi. Vâng, chủ tịch. Nếu rồi anh đã chỗ cả ai của dỗ số rách sao? Không thể nào. Thế đấy, nào là Rosling. Vâng, nhưng cháu có nhắc đến qua điện thoại, cậu bé không còn người nữa nào để ở nhiều lúc lúc này cả. Đây là nhà hàng, thằng bé có thể ăn cùng chúng ta. Rồi giống, nào anh cho biết đường đến đây từ nhà cháu chứ? Biết rồi ạ. Được, thế cứ ăn cả bữa cháu ăn trưa vào tối ở đây nhé. Vâng ạ, cháu cảm ơn ông ạ. Cháu sẽ trả tiền cho thức ăn của Jack Shiro nhé. Ha ha, có gì đâu. Đừng nói về chuyện đó, chỉ cần mình xem tình trạng hiện giờ của cháu thằng bé nhanh nhất là được. Mình mừng vì ông chủ là một người tốt. Từ giờ mình có thể dễ thảo về chuyện Jack Shiro rồi. Bố của Jack Shiro thật nào. Anh ta